Từ nhiều năm nay, người dân tại bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La luôn sống trong tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Thiếu nước sinh hoạt khiến cho hàng trăm hộ dân bị đảo lộn. Tại đây, có trên 100 hộ dân sinh sống. Năm 2007, họ đã rời nhà cửa từ huyện Quỳnh Nhai để chuyển về bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để nhường đất theo dự án tái định cư Thủy điện Sơn La. Cuộc sống ở nơi tái định cư lẽ ra phải tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, hàng chục năm nay, họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Về cơ sở vật chất này thì cũng nhà nước cũng đầu tư rồi, nhưng mà thứ nhất là khó khăn về nước sinh hoạt. Thường ống nước quá xa thì không thể điều tiết nước đến cho bà con được. Từ khi chuyển về, từ năm 27 đến từ 2007 đến nay, mùa khô thì hầu như là không có nước. Để mua nước cái giá mét khối là 100.000 trên một khối. Kiến nghị thì rất nhiều lần rồi, tiếp xúc cử tri cũng nhiều, với lại đơn thư thì cũng nhiều rồi, nhưng mà cũng giải quyết thì cũng chỉ đâu vào đấy thôi. Không thể đáp ứng được nước đến cho bà con. Trên địa bàn xã Mường Bằng có 3 điểm tái định cư là Quỳnh Châu, Quỳnh Pầu và Liềm Quỳnh. Tại 3 điểm này thì có 2 điểm là Quỳnh Châu và Liềm Quỳnh đang sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhất là vào mùa hè. Để có nước dùng, nhiều gia đình cũng đã phải vay mượn để xây bể chứa. Tuy nhiên, vào những tháng không có mưa, nước dự trữ cũng trở nên cạn kiệt, thì người dân tại đây phải mua nước với giá từ 100 đến 140.000 đồng trên 1 mét khối nước. Mà chuyển xuống đây thì cũng nhà nước cũng là cho chuyển xuống đây thì cũng tự là đường hoàng lắm. Một thời gian là khó khăn về cái khoản nước nuôi này, là không có nước uống, là thiếu nước, không có nước sinh hoạt, không có tắm giặt, không có uống. Làm yêu cầu đến bản, đến xã, đến huyện thì họ cũng vẫn như thế thôi, cũng không vào xem nó gì hết. Nước là nước phải mua. Mua là mấy khối là 140 một khối. Đấy, tôi phải mua, bao nhiêu cũng phải mua. Thế là mua mà dùng nước. Không có, họ không có bán thì không có nước dùng. Họ có bán thì có nước dùng. Tắm giặt thì đi ra ngoài đây, ngoài suối. Ngoài suối là khoảng đi đến hơn một cây số, gần 2 cây đấy. Đấy. Nhưng mà các dân chúng tôi cũng bức xúc lắm chứ, không có nước nuôi. Mấy hơn chục năm nay là không có nước. Được biết, tình trạng thiếu nước thường xuyên diễn ra từ tháng 8 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trong những ngày tháng khô hạn, tình trạng này lại càng nghiêm trọng hơn. Tất cả sinh hoạt thường ngày cần dùng đến nước đều phải đi mua hoặc chờ nước mưa. Mỗi lần giặt giũ, tắm táp đều phải ra con suối cách bản hơn 2 km. Nhiều năm qua, người dân đã kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.